Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm trước thì ở trong phần comment mình có đọc được là có một bạn nói với mình là tại sao chị không làm những video mà review về những local brand về skincare và makeup của Việt Nam. Thì mình thấy đấy cũng là một ý kiến hay, bởi vì ở trên YouTube thì mình thấy là đã có rất nhiều người nói về fashion local brand rồi. Ví dụ như là Chloe hôm trước vừa làm một cái này, rồi là Kiên Hoàng mình thấy cũng có làm một cái rồi. Vậy thì chưa thấy ai làm về local brand của Việt Nam cả. Mà trong thời gian gần đây thì mọi người biết là có khá là nhiều brand đang mọc lên. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu series này với cả brand đầu tiên, đó chính là Emmie by Happy Skin. Brand này thì đã xuất hiện ở Việt Nam khoảng, nếu mình nhớ không nhầm, khoảng 2 năm nay rồi. Và trong thời gian đó thì brand cho ra đời khá là nhiều những cái sản phẩm khác nhau, từ mặt nạ này, máy rửa mặt này, cho đến serum. Thì ngày hôm nay mình sẽ review những sản phẩm mà mình đã từng dùng rồi và mình tâm đắc nhất của hãng này. Và cái skincare routine này thì sẽ dành cho những bạn nào mà muốn se khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu với cả sản phẩm đầu tiên nhé. Ok mọi người, bây giờ chúng mình đã di chuyển địa điểm vào phòng tắm của nhà mình, bởi vì cái routine này thì nó sẽ có rất nhiều cái bước liên quan đến làm sạch. Thì đầu tiên chắc chắn sẽ là bước tẩy trang. Mình sẽ dùng sản phẩm tẩy trang này. Cái này là Amino Acid Derma Micellar Water, có vitamin B5. Và cái này thì mình thấy là dùng cho cả mắt cả mặt đều được luôn. Tức là lúc đầu khi mọi người nhìn thấy ấy, thì nó sẽ giống như là những cái tẩy trang mắt bình thường, nhưng mà cái này mình thấy dùng cho mặt nó cũng rất là nhẹ nhàng. Ở trong này thì có cái hoạt chất làm sạch ion âm, nên là nó sẽ rất là nhẹ nhàng tẩy đi những cái lớp make up mà mình có ở trên mặt. Thường thì mình sẽ dùng khoảng 2 cái bông như thế này. Và cái này mình thấy cái packaging nó rất là tiện, tức là khi mọi người đổ ra này thì nó cũng không bị đổ ra mấy ấy. Nhưng mà khi mọi người đi du lịch ấy, chỉ cần đóng cái này vào là được, và lúc nào dùng thì chỉ cần bấm vào là ok. Đấy, bây giờ mình đã thấm sẵn cái này rồi. Cái này thì mình rất là thích bởi vì nó rất là nhẹ nhàng ở trên da, và đặc biệt là ở trong cái phần mắt. Vì nếu mà bạn nào mà đeo lens giống mình ấy, khi mọi người tẩy trang sẽ có những cái dầu hoặc là những cái nước tẩy trang mà nó sẽ làm cho mắt mình rất là cay, và nó sẽ gây khó chịu cho vùng mắt. Nhưng mà cái này thì mình thấy là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Sáng nay thì mình make up khá là dày, và mọi người nhìn thấy là mình chỉ đang dùng một cái bông thôi nhé. Mình có thể lấy hết được một cái lớp make up ở bên này. Cái này thì nó có những cái thành phần rất là lành tính, như là amino acid từ quả táo này, rồi là nước nha đam này, vitamin B5, rồi chiết xuất hoa hồng, chiết xuất trà xanh, nên là nó không bị gây kích ứng cho da của mình. Đây, cho mọi người xem. Sau 2 cái bông tẩy trang là da mình đã lấy được hoàn toàn cái lớp make up rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bước rửa mặt. Bây giờ đến bước rửa mặt thì mình có ở đây một loại sữa rửa mặt màu xanh lá cây. Và mình nhìn trên website thì có 2 loại, một loại là màu xanh lá cây dành cho những bạn nào mà có da dầu này, đến da mà có lỗ chân lông to. Còn những bạn nào mà có da khô thì mọi người sẽ sử dụng cái sản phẩm có màu hồng kia. Thì ở trong này nó là texture dạng gel, và cái độ cân bằng pH của nó là 5.5. Nên nếu mọi người mà có da mà hay bị kích ứng này, hay là da mọi người nhạy cảm, thì chắc chắn là dùng cái này vẫn rất là ok. Và một điểm mạnh của cái này đó chính là mọi người nhìn trên này sẽ có thấy là 2% salicylic acid, có nghĩa là BHA 2%. Thì cái này nó sẽ giúp là làm sạch lỗ chân lông của mọi người và lấy đi cái dầu thừa trong lỗ chân lông nữa. Ngoài ra thì ở trong này còn có witch hazel với cả chiết xuất hoa cúc, thì nó sẽ làm dịu nhẹ trên da, làm hồi phục da, với cả làm thu nhỏ lỗ chân lông nữa. Để dùng với cả gel rửa mặt này thì mình sẽ dùng với máy rửa mặt của Emmie by Happy Skin. Khi mà nhắc đến brand này thì không thể nào không nhắc đến máy rửa mặt gì, bởi vì cái này nó mới ra mắt thôi, nhưng mà mình thấy là đã có rất nhiều người mua và đang có rất là nhiều người sử dụng. Thậm chí là hình như cái đợt ra mắt đầu tiên là còn cháy hàng luôn, bởi vì cái chất lượng của nó rất là ok mà giá lại còn rẻ nữa. Thì cái này nó sẽ có 3 màu, màu coral pink, màu tím và màu xanh, xanh blue ấy. Và giá của nó là 820.000. Và mọi người nhìn cái thiết kế của nó là cái đầu, cả cái mắt của cái máy rửa mặt này là cái đầu lông silicone luôn. Và cái đầu lông này nó khá là mảnh, nhưng mà nó lại không bị quá dài, nên là khi mọi người dùng ở trên da mặt ấy thì nó sẽ áp sát ở trên cái da mặt của mọi người luôn. Và cái đầu này này, ở trên này thì cái đầu này nó sẽ dày hơn một xíu, tức là dưới này nó mỏng hơn, xong rồi cái đầu lông ở dưới này thì nó sẽ dày hơn một chút. Thì cái đầu lông này nó sẽ dễ để cho mọi người có thể đưa vào những cái phần như kiểu là cánh mũi hoặc là khóe mắt như thế này này. Mọi người có thể chỉnh chế độ zoom, nó có 7 chế độ zoom khác nhau. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy ở hông máy là có cái phần nút bật tắt này này. Và mọi người có thể chỉnh 7 chế độ zoom khác nhau ở chỗ này. Và sau 1 phút thì máy sẽ tự tắt, mọi người không cần phải bấm tắt bật nữa. Sau 1 phút sẽ tự tắt luôn. Và máy này thì đã đạt những tiêu chuẩn quốc tế rồi nên là mọi người có thể yên tâm sử dụng nhé. Bây giờ da mặt mình đã sạch rồi thì sẽ nói đến sản phẩm mà cái này gọi là sản phẩm đầu tiên mà Emmie by Happy Skin đã cho ra đời. Hồi đấy là mình nhớ là có một cái màu xanh với cả một cái màu hồng dành cho hai tác dụng khác nhau. Thì ngày hôm nay mình sẽ dùng cái màu hồng. Cái này thì có tác dụng là sẽ khít lỗ chân lông và làm sáng da. Và cái này nó gọi là Invisible Mask, bởi vì cái chất liệu của nó là làm từ lyocell. Đây, để mình mở cho mọi người xem nhé. Thì nó rất là mỏng. Đợt trước thì khi làm da mình vẫn còn dầu nhiều hơn ấy, thì mình hay sử dụng cái màu xanh nhiều hơn. Còn cái này thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn trong cái việc là se khít lỗ chân lông với cả làm sáng. Đấy. Mọi người nhìn thấy là nó vừa với cả mặt mình luôn. Thì trong này có chiết xuất nấm Đông Âu sẽ giúp làm se khít lỗ chân lông này. Ngoài ra thì còn có cả gọi là chiết xuất dưa hấu non, hypomelon, baby melon. Nó sẽ giúp làm sáng da và làm mờ các đốm thâm ở trên da của mình. Mọi người đắp lên thì sẽ có một cái mùi nó kiểu thơm nhẹ thôi, chứ không phải là mùi hương liệu quá là nồng đâu. Nó chỉ thơm nhẹ một chút thôi. Và mọi người thấy là so với các loại mặt nạ khác ấy, mình thấy là cái phần mắt của cái mặt nạ này nó rất là bé, để kiểu dưới mắt này này nó sẽ vẫn được chăm sóc, chứ nó không bị hở quá nhiều ở cái phần mắt như là những cái brand mặt nạ khác. Thì thường thì mình sẽ dùng cái mặt nạ này khoảng từ 1 đến 2 lần một tuần, và mỗi lần khoảng từ 15 đến 20 phút. Hôm nay mình có một vũ khí đặc biệt. Cái này là, em biết cái này là gì không? Cái này là cây lăn lạnh. Tức là trước khi mà mọi người dùng ấy, cái này cũng là của Emmie by Happy Skin luôn. Trước khi mọi người dùng thì mọi người sẽ cho cái này vào ngăn đá khoảng 2 tiếng. Thì cái phần ngoài này này, nó sẽ giữ rất là lạnh. Và mỗi khi mà mình đắp mặt nạ mỗi khi mình đắp mặt nạ ấy, thì mình sẽ dùng với cả cái cây lăn lạnh này luôn. Mà nó cũng không phải là chỉ có tác dụng là gọi là relax rồi thư giãn cho da đâu, mà nó còn có tác dụng là se khít lỗ chân lông này, nâng cơ mặt này, rồi làm giảm đi những cái vùng mụn sưng đỏ ấy. Và nhất là khi mọi người đắp mặt nạ như thế này thì nó sẽ giúp là những cái quầng thâm ở mắt này nhá, hoặc là mặt mình đang bị sưng ấy. Đấy, thì khi mà đắp mặt nạ như thế này nó sẽ giúp là thẩm thấu những cái dưỡng chất được vào sâu hơn. Theo những cái thông tin mà mình đọc ấy, thì cái cây lăn này là cái cây lăn mà có cái tiết diện lớn nhất ở trên thị trường ở Việt Nam bây giờ. Đấy, cái phần này nó cũng giữ lạnh rất là tốt nữa. Nhưng mà mình khuyên mọi người là trước khi dùng nên lấy ra trước khoảng 2-3 phút gì đó, xong mọi người hãng cho lên mặt, không là nó sẽ kiểu hơi lạnh một chút xíu ấy. Cái này nếu mọi người dùng thường xuyên thì sẽ có tác dụng se khít lỗ chân lông rất là tốt. Ôi, nằm kìa, tỉnh có ngủ. Hay thật sự luôn. Ngủ những chỗ này hoặc là kiểu sáng ngủ dậy ấy, thấy mặt mình kiểu hơi sưng quá, hôm trước lỡ ăn mì tôm hơi nhiều, máu nó không lưu thông được, thì dùng cái này. Mà cây này mình không biết là có những màu gì, nhưng màu mình đang dùng ở đây là có màu xanh rất là xinh. Cầm vừa tay luôn, cảm giác như đang ở trong spa. Trong lúc đợi da mặt mình khô để có thể tiếp tục các bước skincare tiếp theo thì mình sẽ nói về serum của Emmie by Happy Skin. Thì nếu mình nhớ không nhầm thì đến thời điểm này hãng này đã có 3 loại serum khác nhau, và cái này là một trong những cái loại mới nhất. Cái này hôm trước rất nhiều bạn hỏi mình ở trên Instagram nên mình sẽ nói qua một chút. Đầu tiên đấy là những bạn nào mà đang có bầu và đang có em bé thì không thể nào mà dùng cái loại này được. Cái này là Nano-Retinol Boosting Serum 0.5. Thì loại này bởi vì nó có retinol nên là mọi người mà đang có em bé hoặc đang cho con bú thì sẽ không dùng được nhé. Và loại 0.5 này sẽ dành cho những bạn nào mà có da dầu với cả da mà có lỗ chân lông to, bởi vì cái thành phần ở trong này nó sẽ giúp là gọi là gì nhỉ? Sắp xếp và tái tạo lại những cái tế bào da ở trên da của mình. Và nó sẽ có những cái thành phần như là AHA này sẽ tẩy da chết trên bề mặt và làm cho những cái tinh chất nó thấm sâu hơn. Tiếp theo sẽ là chiết xuất nọc ong, và cái này nó sẽ giúp là gom cồi mụn và nó sẽ làm đẩy mụn nhanh hơn. Tiếp theo nữa đó chính là retinol dạng bọc siêu phân tử, thì nó sẽ giúp là thấm sâu vào các lớp biểu bì và sẽ tăng cường cái sản sinh collagen cũng như là elastin ở trong da của mình. Thì đấy, hôm trước rất nhiều bạn hỏi mình về cái này bởi vì sản phẩm này nó mới mà. Thì mình cũng mới dùng được khoảng 2 tuần gần đây thôi nên là mình cũng chưa có review gì được nhiều. Thì nếu mà mình dùng thời gian lâu hơn mình sẽ review kỹ hơn cho mọi người nhé. Vừa rồi thì mình đã review cho mọi người top những sản phẩm mà mình yêu thích nhất của local brand đầu tiên trong series này, đó chính là Emmie by Happy Skin. Và hy vọng là sau khi xem video này thì mọi người cũng sẽ cho mình cơ hội để thử những sản phẩm này. Những sản phẩm này thì mình thấy là vừa an toàn này, vừa lành tính, lại còn có hiệu quả mà giá lại rất là ok nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video này và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới nhé. Bye bye!